Nhắc đến cụm từ tứ đại thiên vương thì bạn nghĩ ngay đến điều gì? Phải chăng đó là bốn ngôi sao đỉnh đám của Hồng Kông vang danh châu Á một thời là Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Lê Minh và Quách Phú Thành? Thực tế danh xưng tứ đại thiên vương đã có từ rất lâu đời, đó là một khái niệm liên quan đến Phật giáo. Khi bước chân vào các đền chùa miếu mạo, chắc hẳn bạn đã từng quan sát thấy những bức tượng to lớn. Họ mặc các bộ áo giáp như tướng quân thời xưa, tay cầm vũ khí và khuôn mặt thường khá dữ tợn. Đó chính là các bức tượng trong bộ tứ đại thiên vương huyền thoại của đạo Phật. Vậy tại sao các vị thiên vương hộ pháp lại nằm ở trong đền chùa? Họ có vai trò và ý nghĩa tâm linh như thế nào? Hãy cùng kênh bình luận viên Anh Quân Discovery tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Vừa nghe thấy danh xưng tứ đại thiên vương là chúng ta đã có thể đoán ra được đây là những vị thần tiên uy phong lẫm liệt, còn gọi dưới cái tên khác là tứ đại kim cương. Họ là các vị hộ pháp được bố trí ở chùa để canh giữ bốn phương tám hướng khỏi những thứ xấu xa quỷ quái. Không những thế, các ngài còn có nhiệm vụ phụ trách nhiều yếu tố trên thế giới cũng như trong Phật pháp. Đó như là các vị tướng giữ thành, bảo vệ cho Đức Phật và các chư thần yên bình tu luyện, không để lũ yêu ma quấy nhiễu. Khái niệm tứ đại thiên vương xuất phát từ Ấn Độ, nơi cũng là khởi nguồn của Phật giáo. Trong kinh sách của nhà Phật, thế giới này được chia thành bốn vùng lớn, gọi là bốn đại châu. Mỗi đại châu sẽ do một vị thiên vương cai quản. Tuy vậy, nơi ở của cả bốn vị này đều chung ở đỉnh mang tên là Thiền Đà La, thuộc ngọn núi Tu Di. Đây là ngọn núi có thật. Đó là ngọn núi Pamir nằm ở vùng Tây Bắc Ấn Độ và Tây Nam Trung Quốc. Ngọn núi này có 5 đỉnh được người Ấn Độ coi là linh thiêng, vì đó là nơi ở của các vị thần tiên. So sánh một cách tương đối, vai trò của núi Tu Di như là núi Olympus trong thần thoại Hy Lạp vậy. Núi Tu Di được coi là trung tâm của vũ trụ. Theo Phật giáo, tất cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều xoay quanh ngọn núi này. Vì vậy có thể thấy vị trí và vai trò của bốn vị thiên vương là cao quý như thế nào. Vậy tứ đại thiên vương có tên hay không? Câu trả lời là có. Tên tuổi của bốn vị như sau. Thứ nhất, Bắc Thiên Vương có tên là Đa Văn Thiên. Đây là vị hộ pháp đứng đầu và quan trọng nhất trong bộ tứ. Ngài thường mặc bộ giáp màu đỏ, đảm nhiệm chức vụ hộ thần phương Bắc. Một tay ngài cầm một cái dù cán dài để hô mưa gọi gió, tay kia cầm một bảo tháp. Tương truyền rằng Đa Văn Thiên trước kia là con trai của nhà hiền triết Ấn Độ. Ông giác ngộ Phật pháp và khổ tâm tu luyện hàng nhiều năm, cảm động trước tấm lòng thân sáng tạo Brahma đã ban cho ông sự bất tử và giao cho ông coi các kho tàng trên trái đất. Bắc Thiên Vương bảo hộ sự giàu sang phú quý, rất được người dân coi trọng. Ngoài ra, ngài còn quản lý tất cả lũ yêu ma quỷ quái trên thế gian. Ở nhiều nơi như tại Nhật Bản, Bắc Thiên Vương đôi khi còn có điện thờ riêng. Người thứ hai đó chính là Nam Thiên Vương, tên thật là Tăng Trưởng Thiên. Ngài có một bộ giáp màu xanh lục. Pháp khí thường thấy của Nam Thiên Vương là một thanh kiếm tượng trưng cho chữ phong, có nghĩa là gió. Vì thế, ngài có thể điều khiển được các ngọn núi phong vũ trên thế gian. Ở một số nơi, Nam Thiên Vương có thể cầm chùy hoặc giáo giải. Nhiệm vụ của Nam Thiên Vương không chỉ là bảo vệ Phật pháp mà còn hỗ trợ cho sự phát triển thế giới. Ngài phù hộ cho chúng sinh, giúp tất cả phát triển lòng hướng thiện. Người thứ ba có thể kể đến là Đông Thiên Vương, tên thật là Trì Quốc Thiên. Đông Thiên Vương thường mặc giáp có màu sắc trắng. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của ngài khác biệt so với các vị thiên vương kia, đó là tay cầm một cây đàn tỳ bà. Tương truyền Đông Thiên Vương có tính cách vui vẻ, thường dùng âm nhạc để loại bỏ những xung đột, phổ độ chúng sinh. Khi đến chùa đứng trước vị hộ pháp này, người dân thường cầu sự hạnh phúc, bình an cho bản thân và gia đình. Người cuối cùng trong bộ tứ chính là Tây Thiên Vương Quảng, Mục Thiên có thân màu đỏ. Tay của ngài thường cầm một con rắn và một con rồng nhỏ quấn vào, tay còn lại cầm một viên ngọc được gọi là Như Ý. Tương truyền rằng con rắn bên tay Tây Thiên Vương luôn có ý định vớ lấy viên ngọc, nhưng sức mạnh của ngài không cho phép nó làm điều đó. Tây Thiên Vương tượng trưng sự an toàn và bảo hộ cho người dân được bình an. Câu chuyện nguồn gốc của tứ đại thiên vương thì khá đa dạng, khởi nguồn từ Ấn Độ nhưng khi du nhập vào các nền văn hóa như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam thì lại có những câu chuyện khác nhau về xuất thân của các vị này. Có nơi cho rằng bốn vị hộ pháp có xuất thân từ người phàm nhưng có công đức với đất nước nên được phong thần. Có nơi lại bảo tứ đại thiên vương dòng dõi nhà trời được phân đi cai quản khắp bốn phương tám hướng. Hình ảnh tứ đại thiên vương từ ngàn xưa đã đi sâu vào văn hóa đại chúng. Đó là các tích truyện dân gian, những bộ tiểu thuyết nổi bật nhất trong số đó chính là bộ truyện kinh điển Phong Thần Diễn Nghĩa. Đây là cuốn sử thi đồ sộ được ra đời vào thế kỷ thứ 16 tại Trung Quốc ở thời nhà Minh. Bối cảnh Phong Thần Diễn Nghĩa diễn ra vào cuối thời nhà Thương, một triều đại cổ xưa hàng nghìn năm trước công nguyên. Khi này, đất nước đang dưới sự cai trị của vua Trụ, là một tên hồn quân hoang dâm vô độ, xã tắc loạn lạc, đời sống người dân lầm than. Vua Trụ sủng ái một thê thiếp tên là Đát Kỷ, vốn là con hồ ly tinh hóa thành. Đát Kỷ lợi dụng vua u mê đã đòi xây dựng những công trình ăn chơi, âm mưu hãm hại trung thần, khiến triều chính nhà Thương ngày càng bệ giặc. Thuở ấy, trên núi Côn Lôn có một vị nhân sĩ tên là Khương Tử Nha. Xưa kia ông từng ra làm quan nhưng thấy thế sự nhiễu nhương nên buồn chán bỏ về vùng rừng núi, hàng ngày đọc sách và câu cá.
Những người có tài há có thể ẩn giật mãi vùng thâm sơn cùng cốc. Mối lương duyên đã khiến Khương Tử Nha gặp được Cơ Sương, một quý tộc lãnh đạo bộ tộc Chu đang có ý định lật đổ nhà Thương thối nát. Dù không màng danh vọng, nhưng vì muốn cứu giúp muôn dân nên Khương Tử Nha đã đồng ý xuất sơn, phò tá Cơ Sương đối đầu với vua Chu. Đó là cả một quá trình dài gian khổ. Nhà Thương tuy thối nát nhưng tiềm lực quân đội vẫn mạnh hơn bộ tộc Chu của Cơ Sương. Sau này Khương Tử Nha đã thu nạp được rất nhiều nhân tài với phe mình, có thể kể đến như Na Tra, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn và Hoàng Phi Hổ, thì cán cân sức mạnh mới cân bằng. Câu chuyện của Tứ Đại Thiên Vương này có liên quan đến nhân vật Hoàng Phi Hổ. Ông vốn là một tướng tài của vua Chu nhà Thương. Tuy nhiên, sau khi vợ mình bị vua Chu giở trò ông bướm đổi bại, Hoàng Phi Hổ đã đem gia quyến bỏ đi, theo phò Cơ Sương và Khương Tử Nha. Tứ Đại Thiên Vương theo phong thần diễn nghĩa là bốn vị tướng dưới trướng Hoàng Phi Hổ khi còn phục vụ cho triều đình vua Chu. Họ có tên là Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ. Tục gọi rằng đây là Ma Gia Tứ Tướng. Họ không những có tài cầm quân mà còn sở hữu những món bảo bối lợi hại. Ma Lễ Thanh cầm Thanh Vân Kiếm, một phát chém có thể biến ra hàng vạn mũi kiếm, giết vạn người một lúc. Ma Lễ Hồng cầm cây dù Hỗn Nguyên, mỗi lần bung ra thì mây giông kéo đến, trời đất tối sầm và còn có thể hút các binh khí khác. Ma Lễ Hải tay cầm cây đàn tỳ bà, hễ gầy lên là phong vũ cuồn cuộn, công phá cả trăm vạn quân địch lẫn thành trì. Cuối cùng là Ma Lễ Thọ, trong tay áo nuôi một con chuột tinh, có thể hóa thành vạn vật khác như là voi, hổ, chim, ăn thịt quân địch dễ như bỡn. Tiếc rằng tài năng của họ lại đem phục vụ cho tên hôn quân vua Chu. Trong phong thần diễn nghĩa, Ma Gia Tứ Tướng chân giữ ải giai mộng. Họ đã nhiều lần đánh cho Cơ Sương và Khương Tử Nha thua trận, quân Chu chết quá nửa. Họ Cơ và họ Khương phải chạy trốn về tổng hành dinh là thành Tây Kỳ. Bốn huynh đệ họ Ma chia quân vây hãm thành trong hơn một năm trời nhưng không công phá nổi. Bởi thần thánh các phương thấy khí số nhà Thương đã tận, chẳng còn mấy chốc nữa sẽ thay đổi triều đại. Vì thế thần tiên đã giúp sức cho Khương Tử Nha phản công và cuối cùng phá vòng vây, đánh bại Ma Gia Tứ Tướng. Bốn huynh đệ cuối cùng đã tử trận. Về sau, khi Khương Tử Nha lật đổ được nhà Thương, đứa con của Cơ Sương là Cơ Phát lên làm vua đã tiến hành nghi lễ phong thần. Đó là lễ để cho phép những người có công, dù còn sống hay đã chết, sẽ được lên chức thần tiên. Bốn anh em họ Ma tuy là bên phe địch nhưng xét lại là người trung nghĩa, hết lòng vì đất nước nên vẫn có tên trong phong thần bảng. Ma Lễ Thanh được phong là Tăng Trưởng Thiên Vương, Ma Lễ Hồng là Quảng Mục Thiên Vương, Ma Lễ Hải là Đa Văn Thiên Vương, Ma Lễ Thọ làm Trì Quốc Thiên Vương. Cả bốn người được giao cai quản bốn phương, phổ độ dân chúng. Dân gian sau gọi chung họ là Tứ Đại Thiên Vương, được thờ cúng ở trong đền chùa miếu mạo. Một chuyện nổi tiếng khác có nhắc tới Tứ Đại Thiên Vương đó chính là tác phẩm kinh điển Tây Du Ký. Tuy vậy nội dung chính về chuyến hành trình của thầy trò Đương Tăng nên bốn vị thiên vương khá mờ nhạt. Tứ Đại Thiên Vương trong Tây Du Ký được mô tả là bốn vị thiên tướng trên trời phục vụ Ngọc Hoàng Đại Đế. Họ xuất hiện trong các hồi nói về thiên binh thiên tướng đem quân đánh Hoa Quả Sơn của Tôn Ngộ Không và Đại Náo Thiên Cung. Năng lực của Tứ Đại Thiên Vương là hô mưa gọi gió, tạo sấm sét, quan sát xuyên tam giới để chống lại những kẻ phá hoại thiên đình. Tuy vậy, Tôn Ngộ Không nhờ trăm năm tu luyện lại ăn được cả đào tiên nên pháp lực vô cùng thâm hậu. Thiên binh thiên tướng hợp sức lại cũng không đủ chấn áp được con khỉ gỗ nghịch. Tứ Đại Thiên Vương có một số màn so tài pháp thuật với Tôn Ngộ Không nhưng hầu hết là bị thất bại. Sau này trong hành trình đi thỉnh kinh, một vài lần các vị thiên vương xuất hiện riêng lẻ để trợ giúp thầy trò Đường Tăng. Sự tín ngưỡng về Tứ Đại Thiên Vương liên quan nhiều đến việc người dân gửi gắm mơ ước cuộc sống ấm no, hạnh phúc vì họ là tầng lớp thấp cổ bé họng, bị các giai cấp thống trị đè nén. Chưa kể đời sống khi xưa phải thường xuyên đối mặt với thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh. Họ ước muốn các vị thần phù hộ độ trì, tránh khỏi tai ương, gia đạo được bình an. Vì thế Tứ Đại Thiên Vương được thờ cúng rất trang trọng trong các đền chùa. Họ không chỉ là hộ thần canh giữ những nơi linh thiêng mà còn giúp đỡ dân lành trong cuộc sống.